Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn anh em là cài đặt VPS, sử dụng VPS như thế nào cho nó hiệu quả. Thì trong rất nhiều video của mình đã nói rồi, thì việc hiện tại mình đang chạy quảng cáo Facebook bằng VPS nó mang lại cho mình là rất nhiều lợi thế. Việc sử dụng VPS sẽ tạo cho chúng ta một môi trường làm việc hoàn toàn mới, một môi trường làm việc sạch đó, theo thuật ngữ chuyên ngành mà anh em hay hay dùng. Thì VPS sẽ giúp cho chúng ta có một cái môi trường làm việc sạch để nâng cao một cách hiệu quả và không bị chết dàn. Thì VPS là gì? VPS đó là một cái máy tính ảo anh em nhé, máy tính ảo. Thì vì nó là máy tính ảo cho nên chúng ta không phải mất công, chúng ta phải mất sức gì cả. Chúng ta có thể hoàn toàn chỉ cần có internet, có mạng là chúng ta có thể điều khiển được nó. Thì cái máy tính ảo này chúng ta có thể vừa điều khiển trên mobile được và cũng có thể vừa điều khiển trên PC được, nhưng mà bản mobile thì nó sẽ không không phù hợp, tại vì nó sẽ rất là chậm và có nhiều thao tác nó không phù hợp, cho nên là chúng ta sẽ cài trên PC thôi. Và thường chúng ta chạy quảng cáo là chúng ta chạy trên PC. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cụ thể cách chúng ta cài đặt VPS, cách chúng ta sử dụng VPS như thế nào, đúng không nhỉ? Ok, thì đầu tiên là chúng ta hãy ví dụ ở trên một cái máy tính bình thường, không phải máy tính Mac nhé, không phải hệ điều hành của Mac, thì trên một cái máy tính Windows thì chúng ta luôn có một con VPS. Thì chúng ta sẽ vào phần tìm kiếm này, vào phần tìm kiếm của máy tính này, đúng không nhỉ? Chờ một chút, máy có vẻ hơi lag do bật nhiều. Đấy, vào phần tìm kiếm chúng ta sẽ gõ remote remote desktop. Chờ một tí. Đấy, remote desktop thì nó hiện ra cái app này, remote desktop connection này. Thì đây trên này ấy, là cái app này giúp cho chúng ta có thể là vào được một con VPS rồi. Nhưng mà nếu như các bạn muốn sử dụng VPS một cách dễ dàng, đấy, giống như là bật tắt Chrome ấy, bật tắt cửa sổ trình duyệt ấy, thì mình khuyên các bạn là không nên dùng cái này, tại vì dùng cái này nó sẽ bị tức là khi chúng ta sử dụng nó không được thuận tiện. Thì mình khuyên các bạn là lên tải cái bản Remote Desktop Connection này. Đây, chúng ta sẽ vào Google, chúng ta search cái từ khóa Remote Desktop Connection Ad Manager, tức là chúng ta sẽ điều khiển cái con VPS thông qua một cái app khác, một cái ứng dụng khác. Đấy, thì cái ứng dụng này đây, chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ download cái ứng dụng này trên nền tảng của Microsoft nhé. Đấy, để tránh bị đây này, Windows này, dành cho Windows này. Đấy, nhà phát hành là Microsoft này. Đấy, anh em sẽ tải về. Nếu nhà tải về thì chúng ta cài đặt nó rất là dễ thôi. Đấy, tải tải nó về, ấn tải xuống. Đấy, cái này thì chúng ta không tải này, đây là phần mềm đi thêm chúng ta không tải, chúng ta ấn tải xuống lại. Cái này nó tải rất là nhanh thôi. Và cái app này nó là cái app điều khiển thôi, cho nên nó rất là nhẹ. Đấy, việc mà chúng ta sử dụng VPS dù có 2 GB hay 4 GB thì nó không hề là ngốn là cái RAM của máy tính chủ, em hình dung nhỉ? Thì chúng ta sử dụng rất là dễ. Đấy, nó chỉ ngốn cái RAM ở cái phần cái app này thôi. Đây, ví dụ như trên màn hình này, đây là cái app đấy là mình đã tải về rồi này. Đây, con VPS này nó chỉ ngốn một phần RAM rất là nhỏ thôi ở trên cái con VB à, trên cái máy chủ của chúng ta, máy tính thật chúng ta. Thì sau khi chúng ta tải về thì toàn bộ cái chỗ này nó chưa có gì đâu, nó trắng này. Nhưng chúng ta tải về cài đặt thì nó hiện ra cái màn hình làm việc như này, đúng không nhỉ? Cái phần tải về coi như mình bỏ qua nhé, mình sẽ hướng dẫn cài đặt luôn. Thì khi chúng ta đã cài đặt rồi thì cái chỗ này nó chưa có gì, thì chúng ta sẽ ấn file file và chúng ta sẽ tạo lưu này. Đấy, chúng ta tải lưu, chúng ta lưu chọn một thư tạo một thư mục mới đó. Chắc là ấn tải về máy nát quá. Đấy, cancel này, đúng nhỉ? Nào, file này chúng ta chọn một new, tức là chúng sẽ tạo một cái thư mục mới. Ví dụ như cái thư mục ở đây này, mình đã tạo rất nhiều thư mục đây. Đó, ok nhỉ? Thì cài đặt đi. Đấy, mình sẽ tạo một thư mục cài đặt VPS, đúng chưa? Thì nó sẽ như này, nó có một cái thư mục ở đây. Đấy, thì chúng ta tiếp tục kích vào thư mục này, chúng ta kích chuột chuột phải và chọn add server, tức là chúng ta sẽ add cái con VPS vào. Thì cái phần này chúng ta sẽ điền như thế nào? Thì chúng ta khi mà đăng ký VPS họ sẽ cho chúng ta một cái đoạn mã đăng nhập. Đấy, mã đăng nhập
Ví dụ như con VBS này của mình, đây nó thông tin đăng nhập này, thì có địa chỉ IP, chúng ta sẽ nhập địa chỉ IP đầu tiên vào đây, nhập địa chỉ IP đấy. Thì cái phần dưới này là tên, là chúng ta thể đặt tên cho nó, ví dụ như là VBS ngày hôm nay là 12 tháng 3 chẳng hạn, chúng ta đặt tên cho nó như thế, đấy, Mỹ chẳng hạn đấy, thì để chúng ta biết là VBS Mỹ chúng ta cài đặt vào ngày 12 tháng 3. Ok đấy, sau khi cài đặt xong nó có cái giao diện như này, chúng ta sẽ kích đúp vào đây, kích đúp vào nó, kích đúp vào nó nhá, kích đúp vào nó, hoặc là kích vào đây chúng ta chọn connect này, kích chuột phải chúng ta chọn connect server này, thì chúng ta chỉ cần cài đặt một lần thôi mà nó sẽ lưu trên cái này mà. Lưu ý là khi nó hiện cửa sổ lên, chúng ta sẽ chọn là more choice, tức là lựa chọn khác, chúng ta chọn cái user authentication account, tức là sử dụng một cái tài khoản khác, chứ nếu như chúng ta nhập mật khẩu vào đây luôn thì chúng ta đang nhập cái chính cái máy tính thật của chúng ta, cho nên không, chúng ta không được, cho nên chúng ta phải chọn cái tài khoản khác chúng ta nhập. Thì ở đây chúng ta sẽ nhập UID, username và password vào. Đấy. Nhập username và password. Xong chúng ta ấn nhớ rồi ok. Vậy là xong. Như vậy là chúng ta đã tiến hành cài đặt xong một con VBS trên máy của chúng ta. Chúng ta chờ nó connect. Lần đầu tiên khi chúng ta mới cài đặt thì hoặc là VBS mới thì nó sẽ bị cái tình trạng là delay mất khoảng độ một phút, cùng lắm là một phút thôi. Đấy, nó delay cho hệ điều hành nó chạy các thứ. Như xem màn hình này. Đấy, ok chưa nhỉ? Thì như này là VBS đang tiến hành cài đặt trên cái bảng điều khiển của chúng ta. Thì như các bạn nhìn thấy là trên này, đấy, mình có rất nhiều VBS khác này. Đấy, rất nhiều, đây là mỗi một cái này là một VBS các bạn nhé. Đấy, rất nhiều VBS. Đấy, cái này còn nhiều hơn này. Đấy, thấy không? Rất nhiều. Thì việc sử dụng VBS là giúp cho mình chạy quảng cáo dễ dàng hơn và có nhiều máy tính hơn. Thì đầu tiên cái giao diện của con VBS nó như thế này. Nó chưa có gì cả. Thì việc chúng ta là sẽ cài đặt Chrome hoặc là Firefox. Lưu ý các bạn không nên cài Cốc Cốc. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang muốn tránh cái thị trường Việt Nam ra, cho nên chúng ta không cài Cốc Cốc. Và Cốc Cốc chỉ có ở Việt Nam dùng thôi, cho nên chúng ta không cài. Thì để cài đặt Chrome như nào thì chúng ta có hai cách. Có một cái cách đơn giản nhất là chúng ta vào cái đây, trên máy tính thật của chúng ta. Chúng ta copy cái file này, file cài đặt Chrome này. Đấy, chúng ta copy. Máy tính thật là đang cài cái đang chạy cái quay màn hình, cho nên là hơi chậm, cho nên mình sẽ copy cái file cài đặt ở trên cái con VBS khác. Đấy, các bạn rất đơn giản, cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần copy thôi, copy vào paste sang bên này. Đấy, paste lại là xong, rất là tiện lợi. Đấy, kể cả các bạn muốn chạy muốn lấy một cái file ảnh từ cái máy chủ gốc, từ cái máy thật của bạn sang VBS, các bạn chỉ cần copy vào paste tất cả các file, các bạn chỉ cần copy vào paste. Nếu như là file giải nén thì các bạn cài thêm cái winza về cho con VBS là các bạn giải nén được, còn không thì các bạn cứ copy thẳng cái hình ảnh đã được giải nén thôi, hoặc là những cái file video đã được giải nén là xong. Đấy, ví dụ như này là xong đúng không nhỉ. Chúng ta sẽ cài đặt, tiến hành cài đặt. Thì lưu ý này, ở đây các bạn chỉ cần vào mỗi cho mình là Facebook thôi, chỉ vào Facebook và đăng nhập con Facebook ở trên VBS này. Một VBS này nhá, các bạn có thể đăng nhập được hàng nghìn con tài khoản quảng cáo Facebook. Tài khoản Facebook, nick của Facebook ấy. Nhưng mà khi các bạn dùng VBS để chạy quảng cáo thì các bạn đăng nhập tối đa cho mình là 3 tài khoản, 3 cái nick Facebook trên cùng một cái trình duyệt này, trên cùng một trình duyệt trên Chrome này và trên cùng một cái VBS này là an toàn nhất. Các bạn không nên đăng nhập quá nhiều khi sử dụng đến chạy quảng cáo, thường là chỉ có một thôi. Thì như mình ở đây là mình đang làm một này. Đấy, mỗi một cái máy tính ảo là mình chỉ đăng nhập một con này. Đấy, ok chưa nhỉ? Chúng ta sẽ chỉ đăng nhập Facebook vào đây. Các bạn thì tiến hành đăng nhập Facebook vào đây và dùng như bình thường thôi. Rồi, ok. Đấy là cách sử dụng VBS. Là VBS này mình chỉ dùng Facebook và là chỉ chạy quảng cáo trên VBS thôi, còn không sử dụng máy tính thật nhé. Tại vì máy tính thật nó quá là đen rồi, nó vào bò lách nhít này. Đấy, cho dù là ở đây mình thử check cho bạn xem là máy tính của mình có thể là rất là xanh. Các bạn hay check Google đúng nhỉ, Google.net đúng nhỉ, để xem máy tính mình có xanh hay không, nhưng mà trên thưa đấy, nó cái Google đấy chỉ là một phần thôi, còn Blacklist nó nằm ở trên dữ liệu Facebook rồi.
Đấy, anh em ạ, bán nick nằm dữ liệu của Facebook rồi, nó không không nằm ở cái world này đâu. World này là do đánh giá mạng của ấy thôi, nó chỉ là một phần thôi. Đấy, nó không không phản ánh đủ, không phản ánh đúng hết tất cả hiện trạng. Đấy, cho nên là ưu tiên sử dụng VPS. Và ví dụ như đây là một cái VPS này, mình đã sử dụng chạy quảng cáo đúng không nhỉ? Đây là tài khoản, cái con nick Facebook mà đã bị hạn chế tài khoản quảng cáo luôn, thì con này thật sự là con này là con chết luôn rồi, không thể kháng được. Thì như nào là chết luôn như nào thì cái này nó dựa vào kinh nghiệm làm lâu và biết. Đấy, con này ví dụ như con này nó chết luôn không thể kháng. Đấy, bài không thể kháng. Cho nên là ví dụ khi mà chúng ta chạy quảng cáo, chúng ta bị đai như thế này và chúng ta biết là không thể kháng được đúng không nhỉ? Thì việc của chúng ta rất đơn giản, tắt nó đi. Anh em thấy không? Trên này nó có nhiều cái file rồi, thì mình chỉ cần nhá, thao tác đơn giản, xóa hết cái file đi. Thực ra xóa mấy cái file này không quan trọng đâu, mấy cái file ảnh này nó không quan trọng anh em ạ. Đấy, chúng ta xóa đi cho cái bộ nhớ nó nhẹ đi thôi. À, chúng ta vào phần download này. Đấy, download có cái gì chúng ta xóa hết đi. Bước đầu tiên, bước thứ tiếp theo, chúng ta sẽ vào cái cửa sổ này, chọn control pane, chúng ta sẽ xóa cái trình duyệt cốc cốc đi. Đây, cốc cốc này, Google Chrome này, anh em sẽ ăn xóa đi. Lưu ý này, khi cái cửa sổ này hiện lên, chúng ta không phải không ấn gỡ cài đặt ngay, chúng ta phải tích vào đây. Đấy, tức là xóa hết toàn bộ cái dữ liệu cũ của cái link Facebook cũ, của cái trình duyệt Chrome cũ ở trên cái VBS này đi đã, xong chúng ta mới ấn gỡ cài đặt. Ok chưa? Việc tiếp theo là chúng ta sẽ reset lại cái máy này. Reset này. Đấy, update and reset. Nếu như các bạn ấn trực tiếp đây thì nó sẽ rất mất thời gian. Thì mình khuyên các bạn là lên báo với nhà cung cấp dịch vụ, hoặc là báo, nếu như các bạn đang sử dụng VPS của mình thì có thể báo với mình để mình báo lại là reset lại cái máy. Thì khi reset lại cái máy thì nó sẽ quay lại trở lại từ đầu, và lúc này chúng ta sẽ tiến hành cài đặt lại. Đấy, bây giờ thì chúng ta lại tiến hành cài đặt lại, và sau đó chúng ta lại đăng nhập một con nick Facebook khác lên và chúng ta chạy thoải mái. Cái cách này mình đã làm rất nhiều lần rồi, cho nên là tùy vào cái ngân sách của các bạn, cái mục tiêu, cái quỹ tiền marketing của bạn chạy và cách các bạn sử dụng nhiều hay không. Nếu các bạn sử dụng nhiều thì các bạn sử dụng nhiều VPS, còn các bạn không chạy nhiều thì các bạn chỉ cần dùng một VPS là quá đủ rồi. Một VPS các bạn chạy tối đa được ba con rồi. Đấy, tối đa là các bạn đăng nhập được 3 link Facebook để chạy quảng cáo trên một cái VBS rồi. Thì mình nghĩ là các bạn chỉ cần một VBS, nếu như các bạn là chạy ít, chạy ngân sách khoảng độ dưới 2 triệu một ngày. Đấy. Còn như mình chạy rất là nhiều, cho nên là mình cần rất là nhiều đây, rất nhiều VBS. Và cách mà khắc phục là sau khi mà đã chết rồi đúng không nhỉ? Con VBS đã bị chết, đã bị vô hiệu hóa tài khoản quá nhiều, thì chúng ta làm sạch VBS như nào? Đơn giản như vậy thôi. Tức là chúng ta sẽ xóa hết các file cũ này, xóa trình duyệt cốc cốc đi này. Tiếp tục là reset lại máy này, hoặc thậm chí là chúng ta đây là có IP mạng, có địa chỉ IP này, thì chúng ta sẽ báo luôn với nhà cung cấp dịch vụ, hoặc là nếu các bạn đang dùng VPS của mình, các bạn báo với mình sẽ thay cho các bạn IP mới, đúng không nhỉ? Thay cho các bạn một IP mới hoàn toàn. Đấy, thì như vậy là VPS chúng ta lại trở lại như mới và chúng ta dùng thoải mái. Ok các bạn nhé, thì đấy là cái cách sử dụng của VPS, rất là dễ thôi, sử dụng như bình thường, các bạn và thấy mình sử dụng mượt không? Thì tại vì là chúng ta đang sử dụng qua cái app này. Đấy, nó không bị ngốn tài nguyên của cái con máy chủ thật, cho nên là nó rất 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 là mượt. Và hơn nữa là cái máy chủ thật mình đang quay đây, đang quay như thế này thì nó sẽ bị lag, nhưng mà VPS thì không bị lag. Đó, thì cái đấy là cái điều rất là hay. Ok, bạn nào đang muốn tìm hiểu về VPS thì đây là cái video có mình nghĩ là dễ hiểu nhất và rõ ràng nhất về VPS. Các bạn cứ hình dung nó đơn giản là một cái máy tính khác để cho mình sử dụng. Đấy, mà mình không phải đi mua cái máy tính thật. Và một lúc mình có thể sử dụng rất nhiều máy tính mà thật sự nó không không sợ lag. Và việc chạy quảng cáo chúng ta thì không bị chết dàn. Tại vì mỗi một cái máy tính này nó là một cái máy tính tách biệt anh em nhé. Mỗi một cái này nó là tách biệt. Mình có thể check cho anh em xem. Đấy, local của nó. À, trên VPS thì người cài cái Unikey cho nên là gõ hơi lâu. Đây, hơi chấm led này. Đấy. Ví dụ con này. Đấy. Mỹ nhá. 4767 này, sang con Mỹ mình vừa cài này. Còn con VPS mới cài này.
nó sẽ bảo đảm cho chúng ta là một cái máy tính hoàn toàn tách biệt nhau, không liên quan gì với nhau. Cho nên là chúng ta sẽ việc cái xây scale sàn tài khoản này chạy thì thoải mái đấy các bạn thấy không? 4950 này. Thoải mái. Đấy, con này. Con này như là ở Nhật. Đấy, Nhật, thấy không? Thì cùng một nơi mình ở Việt Nam mà mình xử lý, mình có thể sử dụng rất nhiều máy tính ở các nơi, cho nên là việc chạy quảng cáo mình nó đơn giản. À đây, cũng sâu luôn là mình đang chạy quảng cáo. Rất nhiều tài khoản. Chỉ sợ không có tiền để chạy thôi, chứ còn việc lên cam thì rất là đơn giản đó anh em. Ok. Và mình thậm chí mình còn đang chạy hàng vi phạm chính sách nhé, thì những cái hàng mà anh em chạy không vi phạm thì anh em thoải mái. Và đặc biệt là khi mà chúng ta chạy lên rồi thì có ngưỡng nó bùng thì việc bùng tiền nó là chuyện đương nhiên. Cứ ngưỡng cao anh em bùng, nói khuyên thật, cái ngưỡng cao anh em bùng 9 triệu trở lên anh em bùng đi đấy, lấy tiền hồi vốn đấy. Tại vì thằng Facebook nó không đóng thuế ở Việt Nam cho nên anh em cứ bùng với mình. Và khi chúng ta đã có một cái quy trình xây dựng dàn tài khoản quảng cáo không sợ chết dàn, thì việc chúng ta bùng hơn chúng ta làm một cái khác thì nó dễ hơn rất nhiều. Thậm chí là nếu như cái trường hợp mà muốn xây dựng fanpage ấy, thậm chí là xây dựng fanpage mà không chạy quảng cáo nhưng mà vẫn có lượt like follow tăng đều trong ngày, anh em hình dung không? Đấy, thì làm thì rất là dễ. Đây ví dụ như con này mình đang lợ khoảng 1,5 triệu thôi nhưng mà chưa thanh toán này. Đấy, ok anh em. Thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Anh em nào có thắc mắc muốn giải đáp thì vui lòng liên hệ với mình qua số Zalo là 0869126363. Đấy, thắc mắc về cách sử dụng VPS, thắc mắc về cách lên cam, thắc mắc về cách xây dựng xử lý tài khoản. Đấy, thắc mắc về làm thế nào để có một con VChat thì cứ liên hệ trực tiếp với mình. Cũng không quên nhắc anh em mà tối nay là khóa học Facebook Marketing miễn phí đầu tiên sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ trên Zoom. Anh em nào chưa vào nhóm thì vào nhóm ngay, đường link thì mình sẽ để bên dưới này. Lưu ý là dành cho anh em mới thôi nhá. Những anh em mà biết chạy quảng cáo rồi thì tốt nhất là không nên vào, tại vì nó không có nhiều giá trị cho anh em đâu. Đấy, cái này nó mình chỉ chia sẻ với anh em mới về tư duy, về kiến thức chạy quảng cáo Facebook nghe thôi. Ok anh em, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo.